cầu phước Đào Nguyên Bảo trên dưới đồng lòng, diệt giặc trừ gian, tạo phước Võ Lâm, và cầu cho Tử Văn sư đệ sớm được phục hồi sức khỏe. Thanh Lâm, ngươi đừng có giả nhân giả nghĩa, làm bộ nói như vậy nha. Các vị, tôi không có nhớ cha thằng Điền, chỉ là Thanh Lâm nó bị tôi phát giác nó chính là hung thủ giết cha, nó bắt tôi nhốt lại. Nói mày, tôi không có nói mày. Người chính là hung thủ giết sư phụ và đồ gì? Bảo chủ, Tử Văn đâu có gì. Sao bảo chủ nói anh nhớ cha thành đi? Anh giải thích rõ chuyện này đi. Đúng rồi, giải thích chuyện này đi. Đúng vậy, lời nói của Tử Văn đều là sự thật. Nhưng mà lúc thi lôi đài rõ ràng là ta thắng, cho nên chức bảo chủ thường chuyện ta mới phải. Huống hồ chi các ngươi đâu đủ sức ngăn cản ta. Thành Long, ngươi thật là ngông cuồng. Nếu ngươi đã thừa nhận chuyện này rồi, hôm nay tới đại trưởng lão chúng tôi phải giết kẻ phản nghịch cho Đào Nguyên Bảo. Giang Trấn, trận đầu qua của các người ta thật không có ra gì cả. Hôm nay ta bắt bốn người phải phục ta sát lắm. Tên phản địch kia, ngươi đã học lén võ công của tà hồn. Hôm nay một là ngươi chết, hai là ta chết. Thanh Long, ta phải giết ngươi. Công tử à, đưa súng săn, súng săn, đưa súng săn, đưa theo. Không được theo. Bảo chủ đối đãi tôi ăn nặng như núi. Chú Trung, thiếu bảo chủ, hay gì hãy chạy đi. Cảm ơn. Công tử, chạy mau đi. Cái gì? Kiếm không ra đó? Dạ, chúng tôi đã cho nhiều người đi kiếm hành tung của họ rồi, nhưng mà vẫn kiếm không ra Dung Tử Dương. Kiếm lại xuống dưới, tiếp tục kiếm cho đến khi nào kiếm được mới thôi. Dạ. Dạ. Lâu quá không có ra ngoài này, bây giờ hít được không khí ở ngoài thấy người thoải mái ghê đó. Ê, công tử à, đừng có lớn tiếng quá coi chừng họ phát giác được đó. Biết rồi bác Trung à. Ê, bên kia cái chỗ kìa, chúng ta ở đây bám đi. À, đúng rồi ha. À, để đây đi. Chết rồi, quên mua giải rồi. Vâng đại ca, anh và chú Trung ở đây bán đi, em đi qua đây mua giải đó. Được nha. Rồi, chúng tôi làm nổi mà. Ê, bác Trung à, chúng ta đứng mấy. Chạy. Bác Trung, là sao? Không cần, chuyện gì cũng nên bình tĩnh chứ. Đi ra, đi ra. Đi ra. Các ngươi nghe kỹ, bọn bảo có tên cùng đồ Dung Tử Dân xúc phạm bảo chủ chúng ta, trốn khỏi bổng bảo. Nếu ai biết được hành tung của nó, nói cho chúng tôi biết, nhất định sẽ được trọng thưởng. Có trọng thưởng à? Nếu ai biết được mà không báo, sẽ như con ngỗng này. Trời ơi. Công tử à, nếu bị họ biết được thân phận của chúng ta rồi, đầu của chúng ta sẽ rớt xuống đất đâu. Cũng may là chúng ta ra ngoài qua thử, nếu như không
là sẽ biết được Đào Nguyên Bảo đã bị Thanh Long lặn không ra trò trong kia. Bây giờ Thanh Long đuổi giết chúng ta như vậy, chúng ta càng phải cẩn thận thêm nữa đâu. Hai người có thấy qua hai tên này không? À, vị đại nhân à, chúng tôi chưa có thấy qua. Có mới nói nha, nếu ta biết được à, coi chừng thân giặc ngươi đó. Chuyện gì vậy? Ủa, sao có cô gái đẹp như vậy hả? Em à, em tên gì vậy? Ai hả, làm vậy nè. Bé muốn gì hả? Muốn gì à? À, đương nhiên là muốn nói chuyện với em đó mà. Đứng đó cô nương, cô đẹp quá đi. Buông tay nè, buông tay nè. Chuyện là bốn đại gia, ngươi cũng dám sáng dạo. Nếu hai người còn hiếp cô nương này, đừng tách tay nha. Chắc người chán sống rồi đó. Ra trốn ở trong đó. Vô lửa. Sao ướt vậy? Chết, trúng kế rồi. Nếu phải trốn ở đây trùng đó, thà là về biết chiến với Thanh Long sướng hơn. Công tử à, chức luyện ma trảo của hắn, luôn cả tứ đại trưởng lão cũng không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta trở về khởi khởi e rằng rủ nhị mãi ít đó. Bây giờ chỉ có cách duy nhất là Thiên Long Thần Kiếm. Hả? Công tử định đi ăn cắp Thiên Long Thần Kiếm à? Đúng vậy. Tối nay cháu xem đi. Đi mồm vất vả kiếm ngươi không ra, thì ra ngươi ở trước mặt ta. Không ngờ ngươi lại về nạp mạng. Thanh Long, ngươi giết chết cha ta ấm mưu đọt gì, còn nói ta điên. Hôm nay Dung Tử Dân này phải chịu ác cho rõ lòng, chém ngươi thành ngàn khúc. Chém thành ngàn khúc? Ngươi lấy cái gì để chém thành ngàn khúc? Lấy Thiên Long Thần Kiếm này.